mới đi phố về mua được một cái đồ rất là khủng. Đây đồ gì vậy? Cái khổng lồ các bạn, đây là cái đùi gà. Đợt trước tôi đi siêu thị các bạn, tôi thấy ở siêu thị người ta bán thấy hấp dẫn quá, đây gà đâu biết ren nên là tôi mua về tôi lại thiện làm. Mày làm món gì anh? Gì mày làm món gì anh cũng chưa biết nữa. Cái lúc tôi mua tôi cũng chưa suy nghĩ ra là tôi sẽ làm cái gì với lại cái đùi này luôn các bạn, nhưng mà tại tôi mua vì thấy nó khủng quá, chứ nhà ở trường nào ăn đâu, cho nên là tôi mua về đi, còn chuyện làm tính sau. Chưa thấy nhưng nó vàng. Đây là biết gà gì không thiệt? Gà gì? Gà ta. Gà ta. Đùi gà ta. Gà Đông Tảo rồi. Thấy chưa, dưới đây là cái đùi gà tây các bạn. Đùi gà tây này là xuất xứ bên Mỹ á, tôi mua ở một cái cửa hàng rất là lớn. Ngon ăn, gì bên tây cũng bự ha. Hả? Gì bên tây cũng bự ha. Thấy người tây còn bự bự. Bây giờ đố thể biết này bao nhiêu ký? Cho đâu ạ? Một cặp này nè. 2 ký. Cho lại lần nữa đó. Tầm 2 ký, bên ký. Sai lầm, hơn 2 ký các bạn. Để biết bao nhiêu thì tôi sẽ đem cân ra, tôi cân cho các bạn coi nha. Cái này đúng không đây? Gần đúng rồi, bỏ cái kia là đúng luôn á. Đúng luôn không? Để cái bạch lót lên. Đúng rồi. Đúng rồi, phải không? Cân nhẹ nha các bạn coi cái đùi nè. Đây có 2 cộng gân nữa các bạn. Tạng ra hết rồi. 2 ký chưa? 1 ký mốt mấy chục, gần ký 2 rồi. 2 phải không? Nhiêu rồi? 2 ký... gần 2 ký 3. 2 ký 3. Thấy ghê không các bạn? 25 năm mà tôi mới biết được có cặp đùi bự vậy luôn á. Cặp đùi bằng bự hơn gà. Nó cầm đúng nặng luôn rồi. Làm cái vàng đây, có nhiều sự lựa chọn lắm, để gợi ý cho nha. Cái này người ta làm giả cầy nè, xông khói nè, hoặc không món đơn giản nhất là nướng. Xông khói vậy ta? Xông khói thì đốt rác lên để kế bên. Có khói phả vô mà, cái khô. Nướng đi. Nướng vào. Ừ, nướng cho màu đi. Ok, hai thằng ăn đùi được rồi các bạn ơi. Bạn đùi thằng ăn đủ rồi. Nhưng mà bình thường á thì cái đùi này nếu các bạn bỏ lên các bạn nướng luôn á thì bảo đảm 100% là ở ngoài nó chín, còn ở trong nó không có chín đâu, đúng không? Kinh nghiệm nướng cái này vậy cui à, y chang bạn cầm nguyên cục thịt bò bạn bỏ lên bếp bạn nướng vậy đó, rất là khó chín, cho nên tôi phải sơ chế sơ qua các bạn ơi. Năm chục đem đi lóc xương đi luộc hết chưa sơn, không thấy trái nào thiệt đâu. Ồ khế kìa, khế kìa, quá trời luôn. Này có 2 trái đây nữa nè các bạn. Khế này là khế chua. Chút nữa mình làm xong đó, trong thời gian này chờ đợi. Hái này chút chấm muối. Chấm muối luôn không? Đây có me nữa. Thôi thôi, chưa khế được rồi. Me chua lắm chịu không nổi đâu. Ai thiết kế cái võng ở dưới gốc khế ngầm đã ta. Có hàng lưu nữa. Khung cảnh sặc mùi miền Tây luôn các bạn ơi. Thế này tôi giới thiệu cho cái cây bưởi, hôm bữa tôi đăng lên mạng Facebook nè. Cây bưởi này có cái đặc tính kỳ lắm. Ăn là bao chua. Chuối thì bao chát. Cái gì? Ồ có lúa dưới luôn kìa. Năm lúa dưới đó. Nghe xinh cảnh quá ha. Này này các bạn. Hồi nào hôm bữa anh thấy có trái bưởi đâu mất tiêu rồi hả? Bẻ vô. Còn con gà bự ghê không? Các bạn thấy con cu không? Con này cu đực con cu cái đây. Con cu biết cái không biết đực cái. Tôi kêu các bạn. Đó thấy không? À, đi tới cao luôn. Xíu xíu rồi các bạn ơi. Sâu ở trên đó. Rồi bữa có trái thì ăn cái nào? Hôm bữa anh thấy anh chụp ngay đây nè, ngay cây luôn nè. Có trái bự chưa ăn cái nào? Bên đó có ổ chim hay gì nữa kìa. Mùa này giờ trên nhà chuột dữ lắm các bạn. Mà quay tập chuột riết rồi cũng ớn các bạn ơi. Thằng Thiện nó mới suy nghĩ cho tôi một cái món chuột hay lắm. Nhưng mà chưa có thời gian để nấu. Bí mật kìa. Giờ bữa anh em mình nấu. Gì vậy? Cái lá nó ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ luộc trên cái bếp ga này nha. Tại vì đây là phần sơ chế thôi, làm cho nó càng nhanh càng tốt. Để mình còn đem ra mình nướng nữa. Lửa cháy rồi đó, ok rồi đó. Giờ mình sẽ đi múc miếng nước. Đây, khỏi đâu xa hết các bạn. Nước lu luôn. Hàng lu này là hàng lu dự trữ nước uống đó các bạn. Rồi, đó mình múc cỡ 1 ca này đi các bạn. Ở ngoài sông phù sa nhiều bao nhiêu thì không uống nước mưa. Mưa giả xít. Đây, giờ anh em tôi sẽ luộc ở trên cái bàn này luôn. Nửa trước ha. Ừ. Em nghĩ là hai mình nên làm một cái đùi thôi Thiện ơi. Một cái về. Hai cái ăn không hết, uổng lắm.
Đó, giờ mình lấy cái bồi đẹp nhất rồi mình tái chanh. Sao? Đúng không? Tái chanh à? Thôi cái này tái chanh không được đâu. Không vừa nữa. Vừa không? Không vừa. Kệ nó ém luôn, ém luôn, y vậy luôn. Cho thêm nước, cho ngập nước không? Ngập nước ha. Ngập nước luôn ha. Nó nằm vừa y trong cái nồi luôn nè. Là các bạn tưởng tượng xem cái đùi nó bự cỡ nào rồi đó. Này ha, xoay. Ừ, xoay lên đi, để vừa. Rồi, để nắp lại. Còn cái này thì tụi mình sẽ cắt làm món khác. Có thể là tụi mình sẽ giả cầy con không chừng. Ăn luôn liền đi. Gió quá trời luôn, phải kiếm cách rồi. Hôm nay qua được không? Vô thôi để đi kiếm đồ kia. Kìa, có bội nè. Gì? Thấy bội úp vô. Rồi, cái này đi. Che lại các bạn ơi. Bên này gió nè. Bên này thì gió. Đây. Sao anh? Tính kiếm gì chim rồi. Được rồi, không sao đâu. Ok. Vậy đi cho nhanh. Và đẹp. Các bạn ở đây coi nè các bạn. Nó sôi rồi. Nó ngọt ngọt luôn rồi nè. Giống gà luộc quá. Gà luộc chứ còn gì nữa giống. Nè các bạn, nó chưa có chín đâu nhưng mà nó săn lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ tắt lửa, mình vớt nó ra nha. Chuẩn bị sẵn cho mình một cái thau nước lạnh đi. Bây giờ mình vớt ra nè. Chưa chín nha. Mình xăm vô mình còn thấy nó có máu á. Quay, trời mày, chụp. Rồi, xong. Đem ra rồi nè các bạn. Còn rỉ máu rồi. Còn rỉ máu là chưa chín á. Ôi, cái da nó thiệt. Có độ đàn hồi luôn á. Da chín là chấm muối. Giờ nghe tưng 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 luôn á. Coi khứa nè. Rồi. Còn luộc nó chưa có chín các bạn. Ở trong nè. Còn khứa vậy nè. Chứ không khứa không tròn hả? Cái này. Bốn khứa hả? Cái thớ thịt sao mình cứa theo vậy luôn. Cứa sâu vô. Nãy cái vỡ khứa không còn à. Ừ. Cứa giống như cứa cá vậy. Không, tại cái xế thịt nó làm sao mình cứa phải theo vậy. Tới trong nè các bạn. Chưa có chín theo nó hồng hồng nè. Cái này thì cỡ bistec á. Không được. Mà miếng chanh lên cắt mất tiêu rồi. Ăn không? Dứt. Đây nè. Wow. Thịt không à. Công nhận con này nó nhiều thịt ghê luôn á. Còn thịt là thịt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ướp nha. Mình đổ cái nước sốt lên. Cái nước sốt này thì nó đã nêm sẵn rồi. Lóc luôn. Hết mật này cho mình. Trong đây thì nó có sẵn mật ong nè, với lại muối, đường, bột ngọt rồi, nói chung là nó vừa rồi, vừa ăn luôn rồi. Mình chỉ thêm mấy cái gia vị như này để cay thêm hay là gì đó thôi. Một ít bột tỏi. Bột tỏi phi á các bạn. Rắc lên luôn. Có đồ rắc giống rắc muối tiêu á. Này đúng không? Ừ, đúng rồi. Thích thì chơi luôn. Bên kia. Vậy chừng nào xong? Tỏi nè. Tỏi thơm quá. Thơm ha. Tiếp theo là bột ếch. Được không? Cay dữ không? Em cũng chưa thử nữa, mà anh đoán là cay. Chắc vậy đi kìa. Hết bao tay nè, chịu khó đi. Cái bột này giống như bột các bạn chiên giòn vậy đó. Đây chang nè. Nóng lắm các bạn ơi. Cái này mà nó vô tình mà chạm vô mắt các bạn là thôi đâu. Má nhìn không ra, ba cười không nổi luôn. Đẹp ha. Cục lẳng nè, mình cũng chăm sóc cho nó xíu. Để ủ ở đây trong vòng khoảng 15 phút đi. Các bạn thấy đẹp không? Đủ khoảng 15 phút đi, rồi bắt đầu mình sẽ đem nước. Đi trong thời gian đó tôi thiện đi kiếm cái chỗ thật là đẹp để làm cái dài. Trên quê mình bây giờ thì nó ngập nữa các bạn ơi. Đó giờ chưa rút luôn, tràn bờ luôn kìa.
Đây là những cái sản phẩm mà mùa lũ đem lại nè, thấy không? Đây là mấy con cá khô đó các bạn, giăng lưới có đó, như là trước tôi có giải lưới tôi hay nói đó, thì mấy con cá mà nó vừa chết á thì mình sẽ xẻ khô, sẽ khô ăn trong gia đình á. Có một cái dĩ nè, rất là đẹp. Con cá trước màn hình của các bạn đang thấy cá to to nè, đó là con cá rô biển. Còn mấy nhỏ nhỏ là cá sặc. Mùa lũ thì đa số là cá rô biển rất là nhiều. Như phơi gì là ok, đủ nắng nè. Nhưng mà mưa mưa xíu là con cá mình sẽ bị hôi. Như vậy là rất là đủ nắng luôn. Thiện sao không lấy đùi gà nướng đi nướng than thiện? Nướng than có than trước nướng gà chứ. Đang nướng than các bạn ơi, chúc mình ăn than trước nha. Rồi ăn đùi sau. Ấy giờ chứ để vậy cho than thoáng các bạn. Mau, chứ bạn bỏ dưới ủ là nó ngọt không khí á. Lâu lắm. Chọn địa điểm này lý tưởng không các bạn? Sau lưng kìa, nó đã nước tràn bờ đê rồi. Giống như đang ngồi ra biển nướng vậy đó. Nó biển hơi quá, khoảng giống như ngồi giữa sông nướng thôi ha. Mấy cái bụi trúc này là chặt mà cần câu là hết bài luôn các bạn ơi. Thấy không? Cây nhỏ nhỏ này nè, làm cần câu, câu cá. Cây lớn này là cũng làm cần câu nhưng mà không phải câu cá các bạn, câu ếch. Nước ngập hết ráo rồi, tràn bờ hết rồi. Miền Tây mà ngập buồn hiu rồi. Mấy cái bãi này nè, thường là rắn rít với lại chuột đổ hay lên lắm. Tại ngập á, sẽ bò lên này. Ê, có rắn này ơi. Phải lắm. Bắt nướng luôn. Có là bắt nướng luôn á. Khoảng quay xíu các bạn ơi, để ra khiêng chiếc ghe lên trên bờ. Để trét dầu chai. Đây nè. Cái dầu chai lại cho nó hàng là mấy cái kẻ của mấy cái miếng gỗ mà cái nước đựng vô ghe bên đó đó. Làm chiếc ghe nào vậy mày? Chiếc ghe nhỏ. Mới trét chưa mà nhìn mới tinh à, chiếc này chưa mới rửa thôi à. Này mấy người khiêng nổi anh hai? 4 người thôi. Ok, trét dầu chai rồi. Không biết chỗ miền khác kêu gì, còn ở đây kêu dầu chai. Để trét cái ghe xuồng. Trét dầu chai á. Sao khỏe không thầy? Cao giác sao? Giãn sống. Giãn sống. Giãn sống dài. Hay. Này mình trét mấy ngày xong vậy? Ba bữa hả? Rồi, vô luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem lên mình nướng nè. Ủa cái đồi sao giờ nhìn nó nhỏ quá ta? Thấy bự á. Hồi nãy bằng đồi giờ bằng cầm chân à. Cái màu hồng thật đã ha. Thiện có muốn chơi cái chiêu gì mà hay coi trên truyền hình không? Tỏi á, hay là gì ớt gì á mình rắc lên á. Rắc phải không? Rắc cay quá ngại ăn luôn. Anh nghĩ là nó rắc cay á, tại vì cái ớt bột này nó đỏ lò mà. Nó không có giống như cái ớt mà ớt khô. Sợ mình làm nãy thấy cay rồi á. Ui các bạn, thấy cái màu không? Y chang quay luôn nè. Chờ tụi mình xíu nha. Ê Thiện không đâu hả? Bữa giờ có giăng lưới không? Đâu. Các bạn. Mênh mông nước luôn, toàn nước là nước. Nếu cá không được còn rửa tay sao? Uống luôn. Tràn bờ hết các bạn. Cái này có cái đường cỏ nhô nhô là cái bờ á. Còn lại là mênh mông rồi. Cái này mình có ghe mình chống đi chơi được. Thấy dẻo không? Theo mấy bụi trúc bắt đâm chuột. Chuột.
bên nhà bạn anh đó, nó đi bắt có xíu mà 2-3 kg mà chuột nằm trên cây nha. Có chỉ đi dần dần chọc cái chạy lên cây cái tọt nó bị xuống. Nè. Gì? Chuột nó làm ổ nè. Rơm phải không? À. Khứa nhẹ ra nè các bạn. Ra này các bạn chín chưa? Chưa chín. Nó đang khô dần. Khứa này luôn ha. Khứa luôn đi. Thơm lắm các bạn, tôi có thể hửi được cái mùi thơm của nó mà. Lật lại đi. Bên này chín không? Kiểm tra thử coi. Mình khứa vòng vòng nên biết cái nào chín nào chưa. Chưa luôn. Ừ, chưa chín. Chưa chín các bạn ơi. Lâu như ta. Lâu à. Chưa luôn. Lâu quá. Rồi, vậy là mình mới hiểu rồi đó. Như là hiểu rồi nha các bạn, rất là lâu luôn. Kệ càng lâu thì gia vị nó ốp càng ngon. Hồi xẻo từng miếng ra nướng cho không mau. Chưa lầy vậy. À, khúc này, để kiểm tra khúc này nè. Nhìn anh coi. Này thì khô rồi, thấy không? Rồi. Để tiếp, chờ đợi. Đây, trong lúc chờ đợi để giới thiệu qua đây cho các bạn coi. Đúng. Đây nè các bạn, có một ít khô nè, chút nữa tôi sẽ nướng, còn than sẽ nướng luôn, khô một nắng. Cái màu sắc nhìn nó không có đẹp mắt thôi, nhưng mà ăn thì không biết. Cái gia vị bên trong mới là đặc biệt các bạn. Có sả nè, có ớt nè. Ánh lên một cái màu vàng của nghệ. Nghệ tự nhiên á, nó sẽ ra cái màu này của con khô. Rất là mềm, tôi ăn như này. Một nắng mà. Thích ăn khô một nắng hơn là vậy đó, tại vì thịt nó ít nhiều vẫn còn. Còn khô hóc luôn thì nó ăn nó giòn nhưng mà nó ít thịt đi. Cái này các bạn có thể đem đi chiên hoặc là nướng tùy ý. Tôi sẽ ăn nha các bạn, nhưng mà ăn theo một cách rất là khác. Mọi khi tôi làm đó là ăn tại chỗ nướng luôn. Các bạn biết tại sao mà tôi ăn tại chỗ nướng không? Tại vì cái phần đùi này ở phía ngoài đã chín muốn khét luôn rồi, nhưng mà phía bên trong thì nó chưa chín, cho nên là tôi phải cắt ra vậy nè. Những cái phần chín tụi mình ăn trước chứ không thôi chờ nó ở trong chín thì ở ngoài nó sẽ bị khét. Cù lẳng dưới đây ngon rồi, thiệt. Cắt cù lẳng ra mình ăn đi. Có gân nữa. Gân cứng nữa. Cứng lắm các bạn. Ừ. Nắm lọc luôn ha. Ừ. Đấy, khúc này thì được. Nè, cứ đây đi. Ừ, khúc đầu cù lẳng nó thì nó chưa chín các bạn. Đúng rồi, nó cứng quá chắc không được. Ê, khúc da này ngon nè. Khúc này nè. Khúc này nè. Cắt đi. Anh lấy đồ nghề anh kiềm phụ cho. Này, khúc đây cũng ngon nè. Thấy không? Ở ngoài nó mà ở trong nó mà chín thì ở ngoài nó khét luôn các bạn. Ý. Ý. Sập. Vẫn ngon đấy. Dở vô. Xíu đó mình giống như là xí quách nướng vậy đó. Phải cởi đầu nó cắt mới được. Nó có xương hay gì ta? Xương. Nóng quá. Nóng lắm các bạn. Xương. Cũng phải. Xương hay gan nó bự quá ta. Khúc này khó cắt nè. Không gan nữa thiệt. Hiện đang cắt không gan luôn á thiệt. Không gan nó bự. Cái là miếng da. Quất nguyên vòng luôn. Cắt lắm chứ chơi hả các bạn. Cái này ăn béo vô cùng nha, cái cục đó. Thôi được rồi, cái đó khó cắt rớt á. Lấy được quá giỏi nha. Nè. Đâu? Ra chứ. Đâu? Dở. Sao dở được em? Rết. Nó. Đó sẽ dĩ lên. Ra chưa? Ra rồi nè.
Ngon. Rồi, mình ăn vô đây đi, cái đó để nướng đi. Ok các bạn ơi, bây giờ tụi mình sẽ thưởng thức nha. Đây là dĩa gà tây tùng xẻo của tụi mình. Đấy. Gà tây tùng xẻo chấm với lại chén muối ớt, nhiều đường, ăn chanh ha. Ăn chanh vô luôn. Biết nào cắt chanh ngu đâu. Tươi. Cắt chanh đúng ngu luôn các bạn, nó không có ra nước nè. Nó ra từng tép tươi đó. Chính là tươi. Xe kìa. Chua chua kìa. Giờ nặng không ra nữa. Mình nhiều khi phải tự thú trước bình minh các bạn ơi. Nào dở mình nói dở chứ. Thôi thấy muốn chanh nồng. Trời ơi. Sao? Cay. Cay hả? Tét mắt luôn á. Dễ gì cũng cay á. Bây giờ mời các bạn với mình nha. Ăn gà thì các bạn phải đi kèm với lại một ít rau răm. Đơn giản vậy thôi đó, không cần phải cầu kỳ hết, nhưng mà ăn gà phải có rau răm. Uống coca. Trà sữa đâu cũng được. Nhưng mà tiêm bữa bỏ nhậu. Phải không? Bao lâu? Bỏ nhậu hôm nay. Mệt ta. Cục nó ngon luôn. Đấy, ăn đi, thoải mái. Chúng nó hết bài luôn. Sao? Thịt nó chai thịt mình vậy. Dạ hả? Thả ra thả đồng. Là dài hay là nói là sao? Thơm hay là gì? Ngon thơm. Đâu không giống mấy nhà kia. Thịt gạo nghiệp mình ăn bở. Ok. Nghe nói diễn tả mình cũng có chút tò mò. Chấm vô này. Ớt cay dữ vô. Quan chấm cay cho mình. Thơm. Làm nhớ món gà của mình nướng ngày xưa quá. Nướng muối ớt này nè. Ngửi anh nhai cho nó cảm nhận. Nó gì gà mình nhá. Ừ. Cảm giác nó giống như con gà mình thôi. Ngon hơn con gà đồng, ngon hơn con gà công nghiệp. Gà công nghiệp ăn sao bằng ngay được. Hay có thể là tại mình ăn cái đùi nó săn chắc không chừng. Dạ. Cái này mới ngon nè, thử da nha. Nó là gì á? Cái da gần cù lẳng nè, có cọng gân của cái cù lẳng nè. À, anh thấy cọng gân trong trong á phải không? Đúng rồi nè. Cọng gân trong. Cọng gân này những cái xương, những cái nhặt. Thơm không? Thơm phức kìa. Cho bừng chén chấm lên luôn. Ngồi dưới bụi trúc ăn cái này nữa còn gì bằng ha. Nghe sực luôn, cứng ngắc phải không? Đó cộng gan. Ngon không? Khó ăn cứng ngon cắn nổi nó thường không? Quả chưa ăn cơm xương gan nó cứng ngắc luôn, dai luôn. Giống sụn không? Giống sụn bò không gì không? Da bò ha, ruột bò vậy không? Nó da như một da bò mà lâu năm vậy. Cứng vậy. Nó qua đứt luôn. Nè còn cục. Thôi còn con cho anh thử miếng coi. Chắc chấm tay luôn á. Thôi cục này có nè. Này mềm, cục này mềm, cục này ngon nè. Thử ơi. Cục này được ha. Đây, mình cắt. Đây. Để xíu đi. Giờ làm này trước đi. Rau răm nè các bạn, cặp vô cho mình luôn. Thấy không? Đang chấm ớt lại nè. Đi đổ cái bàn. Chấm ớt lên. Chấm ớt lên. Rồi mời các bạn nha. Mỡ mỡ đã quá. Đó ngon nhất á, có thử nào. Da da mỡ mỡ ngon lắm. Da nha nó được này. Không nha. Cục lắng. Thôi thua. Nha da lắm. Chấm rau đi. Nó chẳng ngon. Cá chín chưa? Chưa, bỏ lên. Cũng ngon. Cũng có lý chứ hả? Ngon mà. Quá ngon, chứ ngon gì. Con gà tây này lên mạng coi các bạn. Người ta kêu là có món gà tây xông khói nữa. Mà hôm nãy giờ có bãi rác đó, mà đốt bãi rác xông khói thì cũng kỳ. Mà xông khói chắc kiểu khó chín hơn. Mình đè mình nướng còn chưa xong mà. Mà xông khói sợ vi phẩm nhiều. Bãi rác đâu mà. Ăn cú. Thì ăn cái miếng này ngon rồi thiệt. Da da này ngon nè, ăn miếng đó đi.
Thấy có giòn không? Quất luôn, chơi cục bự luôn đi. À, đúng rồi, thay một thói của hai làm gà xong hai. Xong hai mình làm rồi. Quên hả? Hầm muối đó. Xong hai cũng mới. Kiểu gì vậy? Đá hả? Đá nóng hả? Nóng. Sao được không? Ngon mà. Này quả còn giờ tới nữa mở ra. Okay. Dài ngay khúc đó là ngon nhất á, nó mỡ mỡ, da nó ngon da gà mình nữa. Nó sao ngon hơn à? Nó béo mà nó dài, kiểu sao biết không, tại nó dày á. Các bạn ơi, anh em tôi xin kết thúc video nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích channel của tụi mình thì nhớ like và subscribe ủng hộ nha. Tạm biệt các bạn, bye bye. Trời ơi, nắng quá. dọn vô nắng lên. Ý mà chưa dọn vô được các bạn, còn cái cù lẳng chưa nướng xong mà bây giờ mình gác máy mà bắt đầu mình nhảy vô mình ăn nhiệt tình. Nãy giờ là vướng cái máy hơi chậm chứ vô.